Ngọc Trinh giàu cỡ nào khi lỡ miệng lộ tài sản khủng khi bán lại đồ hiệu. Xinh đẹp, vạn người mê, nữ hoàng nội y Ngọc Trinh khiến nhiều người trầm trồ vì gia tài giàu có của mình. Ngọc Trinh không chỉ anh tạc showbiz bằng như hình ảnh nóng bỏng, mà cô còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống giàu có đáng mơ ước. Mới đây, nữ hoàng nội y Ngọc Trinh trình báo mất tài sản trị giá 13 tỷ đồng khiến nhiều người bất ngờ. Thông tin ban đầu, người mẫu Ngọc Trinh vừa trình báo công an vừa bị mất trộm tài sản tại nhà ở phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức. Được biết số tài sản bị mất mà Ngọc Trinh trình báo là bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu hơn 10 cái có tổng trị giá khoảng 13 tỷ đồng. Do giá trị tài sản bị mất có giá trị lớn nên công an chuyển giao cho phòng cảnh sát hình sự để xác minh điều tra. Trong khi sự việc đang xôn xao trên nhiều mạng xã hội thì mới đây Vũ Khắc Tiệp đã đăng tải đoạn clip trích xuất từ camera nhà Ngọc Trinh trong đêm bị trộm nhập. Cụ thể, Khắc Tiệp cho biết nữ hoàng nội y phát hiện trộm nhưng vẫn giả vờ ngủ. Đến khi những người này sang phòng để túi thì cô mới vội vàng chạy ra kéo cửa và la hét. Cách đây không lâu, người đẹp gây xôn xao mạng xã hội khi thanh lý một số đồ hiệu cá nhân không dùng đến. Đặc biệt, những món đồ lên giá trị tiền tỷ chỉ thanh lý đồ cá nhân xương xương lên đến vài chục tỷ, chứng tỏ độ giàu có của Ngọc Trinh đến mức độ nào. Ngọc Trinh khiến nhiều người mơ ước khi sở hữu hai biệt thự khủng ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, biệt thự Ngọc Trinh đang ở tại thành phố được cô tiết lộ với giá trị hơn 50 tỷ đồng. Ngoài việc có căn hộ cao cấp, sở hữu nhiều hàng hiệu giá khủng, nữ hoàng nội y Ngọc Trinh có sở thích sưu tập xe hơi đắt đỏ. Khi biết dàn xe sang từng qua tay người đẹp này, nhiều người phải giật mình. Những chiếc xe siêu sang người đẹp từng sở hữu là những tên tuổi nổi tiếng. Ngọc Trinh từng chia sẻ, giá event của tôi rất cao nên mới có tiền mua đồ hiệu. Rồi tôi còn đóng quảng cáo nữa, tôi có nhiều nguồn thu nhập lắm nên mới có tiền mua đồ hiệu. Mọi người thấy lạ chứ tôi thấy bình thường. Được biết vào thời điểm năm 2013, khách sạn Ngọc Trinh phải 20.000 USD trên một hợp đồng tương đương 455 triệu đồng Việt Nam. Hợp đồng quảng cáo dao động từ khoảng 795 triệu đồng. Cái hợp đồng chụp ảnh và bán bá quảng bá sản phẩm rem giúp Ngọc Trinh nhận về tới 600 triệu đồng. Đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin Giải Trí.